Đây là về xã Linh Quỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang nha bà con. Thì hôm nay công ty cổ phần phân bón Hoàng Hoàng lại tiếp tục chuyển về đây cho anh Hoàng với số lượng là 9 tấn rưỡi. Thì bà con thông báo cho bà con tại nơi đây được biết, bà con có nhu cầu bà con cứ liên hệ số hotline 0989836001 để được tư vấn trước khi bà con nhận hàng và sắp xếp lịch trình để chúng tôi phục vụ cho con mình cho nó đúng thời vụ. Thì F22 này thì được bà con nhiều đồng bằng đón nhận với những tính năng ưu việt như cứng cây dày lá, hạn chế được sâu bệnh, nên bà con các tỉnh thành tâm đắc sử dụng, vụ nào cũng được mùa, nên bà con liên tục đặt từ công ty và chúng tôi cũng liên tục xuất nhập hàng để chuẩn bị cung ứng cho nó đủ hàng cho bà con mình. Thì thông báo lại cho con, thì tại xã Linh Quỳnh, huyện Hòn Đất có nhu cầu để được giảm được cái chi phí, tăng năng suất, thì bà con cứ alo để sử dụng phân nhãn hiệu phân con lười F22 của công ty cổ phần phân bón Hoàng Hoàng.